Vừa rồi là những thông tin về giá cả thị trường mà Trung Kiên đã vừa gửi đến chúng ta. Thưa quý vị, trong khi đó thì nắng nóng ở tại khu vực miền Trung thì vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Đợt nắng nóng kéo dài này được xem là kéo dài nhất trong vòng 15 năm trở lại đây và đang gây một ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ở tại khu vực này. Sản lượng tiêu thụ điện trong thời gian vừa qua tại khu vực miền Trung đã tăng lên đột biến và gây ra áp lực trong việc cung ứng điện mùa khô trong năm 2015, phản ánh từ tỉnh Thanh Hóa. Đây là dãy trọ của ông Nguyễn Văn Toàn, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Từ khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, ông đã tận dụng xây hàng loạt các phòng cho công nhân thuê. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng khách hàng sử dụng điện tăng lên khá lớn. Gia đình tôi đi nhiều thì năm 2007 đến 2008 thì tôi xây dựng 10 phòng và tương lai sắp tới đây tôi cũng sẽ nâng cấp thêm được 3 4 5 phòng nữa và một cái nhà cho cán bộ công nhân của xã thôn của khu kinh tế Nghi Sơn này thuê nữa. 12 giờ trưa tại khu dân cư khu Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có lúc đã lên tới hơn 40 độ C. Tuy nhiên, công nhân điện lực vẫn có mặt để thực hiện thay thế trạm biến áp bị quá tải cho khu dân cư. Thì hiện tại điện lực thành phố chúng tôi đã đầu tư cố gắng cải tạo lưới điện hiện tại trên các đường dây trung thế thì không có hiện tượng gì xảy ra sự cố. Nhưng có một số điểm cục bộ do nắng nóng kéo dài cho nên là tình hình hấp thụ nhiệt độ của đường xá và thời tiết khắc nghiệt và cái mức sử dụng của nhân dân quá cao nên có một số điểm là xảy ra cục bộ là quá tải. Với số lượng khách hàng lớn cộng thêm tình trạng nắng nóng đỉnh điểm nhất trong vòng 15 năm qua tại tỉnh Thanh Hóa đã khiến nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất tăng cao. Sản lượng điện tháng 5 năm 2015 đạt gần 300 triệu kWh, tăng 12,5% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ. Vì thế, mọi phương án đảm bảo cấp điện cho người dân luôn được đặt trong tình trạng trực chiến cao. Là hiện nay là cái mức tiêu thụ điện của lưới điện Thanh Hóa đang ở khoảng hơn 500 MW thời điểm này. Mà công suất đặt của máy biến thế có thể sử dụng khai thác của chúng tôi đạt là tới 750 MW, có nghĩa là dự phòng gần 200 MW. Như vậy là đáp ứng đủ. Với điều kiện là phụ tải không tăng đột biến hơn nữa. Tôi cho rằng cái thời điểm này là thời điểm đang là đỉnh điểm nhất mà mới khoảng hơn 500 MW thì chúng ta vẫn đảm bảo dự phòng được. Vấn đề là làm sao giữ được ổn định để khỏi xảy ra sự cố để tránh những việc mất điện. Từ đầu tháng 5 cho đến bây giờ cũng chuẩn bị hết tháng rồi thì chúng tôi cũng đã trên địa bàn thì cái việc xảy ra sự cố lớn thì không có. Nhưng mà cái sự cố mà quá tải đột biến thì cũng đã xảy ra. Và những cái quá tải đột biến đó thì chúng tôi đã thay thế ngay và đáp ứng kịp thời nhất. Cái thứ hai nữa là theo dự báo trong thời gian tới thì thời tiết tiếp tục nắng nóng thì chúng tôi cũng đã lập các cái phương án chuẩn bị sẵn sàng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cấp điện liên tục cho các hoạt động kinh tế chính trị, nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của nhân dân, đặc biệt là trong những ngày nhiệt độ tăng cao, ngành điện hiện đang cố gắng không để mất điện. Mọi hoạt động sửa chữa đều phải tạm dừng khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 36 độ C. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài khiến nỗi lo thiếu điện luôn trực trở trong mỗi người dân.